được khởi động vào năm 2014. Dự án xây dựng hệ thống sản xuất và kinh doanh rau hiệu quả bền vững ở Tây Bắc Việt Nam đã mở ra cơ hội thoát nghèo và cải thiện sinh kế cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số ở khu vực nghèo nhất cả nước, khu vực Tây Bắc Việt Nam. Ruộng bắp cải và súp lơ của gia đình anh So đang chuẩn bị cho thu hoạch. Trước đây cũng thửa ruộng này, anh So trồng lúa một vụ. Thời gian còn lại, ruộng bỏ không, còn anh So thì đi làm phu hồ xa nhà trên thị trấn, có khi xuống tận thành phố Lào Cai. Nhiều hộ dân trong xã Sapa vẫn canh tác theo cách mà anh So từng làm. Nhưng thói quen này đã dần thay đổi kể từ khi những cán bộ của dự án SIAT xây dựng hệ thống sản xuất và kinh doanh rau hiệu quả bền vững ở Tây Bắc Việt Nam đến đây để hỗ trợ người dân. Họ cùng làm và hướng dẫn những nông dân ở đây cách trồng rau để tăng thêm thu nhập. Trồng rau cũng bán được thu được nhiều tiền hơn trồng lúa, xong lại mình sang trồng rau, mới lại mình có dự án lên thì mình lại trồng rau theo cái ý của dự án này. Cái hạt cắm bụng nó làm chết xong mình làm sao ấy. Từng bước một, diện tích trồng rau ngày càng mở rộng hơn vì người dân Sapa nhận ra rằng trồng rau có thể mang lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa. Chưa tham gia vào dự án thì tôi trồng lúa thì mình thu nhập được gần 30 bao. Gần 10 triệu, làm thuê thì cũng đi làm ít thôi, thì cũng được 7-8 triệu, rau là được tiền nhiều hơn, 30 triệu. Tương tự, ở thị trấn Sapa, cây rau đã mang lại cuộc sống khấm khá hơn cho gia đình anh Trường. Ruộng đất của gia đình anh được quay vòng trồng tới 3 vụ rau trong một năm. Thế nhưng những hộ trồng rau ở Sapa lại phải đối mặt với một khó khăn mới. Đó là khi cây bị nhiễm bệnh sưng rễ thì không biết xoay sở ra sao. Diện tích trồng rau càng lớn thì thiệt hại càng nhiều. Gần một hát là cái một vụ đấy. Là trồng nó bị sưng rễ lên xong thì nó cứ hiện tượng chết dần thì lúc đấy thì cũng rất hoang mang, không biết là cái bệnh gì, bởi vì nó chưa, cái bệnh này nó mới xuất hiện ở Sapa xong rồi nó lây. Mới đầu thì nó cũng không có cách xử lý, thì phải chuyển đổi cây trồng, tức là mình không dám trồng cái cây này nữa, mình chuyển sang những cái cây khác, bởi vì trồng không được thu hoạch. Dự án thì thứ nhất là hướng dẫn cho cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc mới lại họ làm thí nghiệm một cái mô hình để cho nó xem là nó có hiệu quả hay là không có hiệu quả. Nhưng mà sau cái dự án ấy làm thì nó cũng có hiệu quả luôn, là nó khắc phục, đầu tiên thì nó khắc phục được khoảng 70-80%, xong thì làm đến vụ thứ hai, vụ thứ ba thì nó tốt hơn. Trước khi dự án được triển khai ở huyện Bắc Hà, với cây đất cũ đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân ở đây. Phụ nữ là lao động chính, tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, quảng bá và tiêu thụ rau. Vì vậy, họ là đối tượng để dự án ưu tiên tiếp cận và hỗ trợ, giúp cải thiện hệ thống canh tác cũng như chất lượng của sản phẩm khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngày trước thì chúng tôi cũng không tin mấy đâu. Thì cái lớp học dự án kia thì bảo là thì các chị cứ làm một nửa truyền thống và một nửa làm theo cái này, xem so sánh xem nơi nào nó tốt hơn. Thì tôi thì cũng làm theo được mấy năm rồi. Từ khi tôi được học cái lớp tập huấn ủ phân kia thì tôi thấy năng suất của nó cũng rất là hơn cái truyền thống rất là nhiều. Vì nó cây nó phát triển nhanh hơn, ít sâu bệnh hơn. Còn theo cái truyền thống ngày xưa thì vẫn là tới cái phân tươi, cho nên là cái rễ của nó hơi bị nghẹt, cây nó phát triển chậm. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, thay đổi thói quen canh tác cũ, dự án còn hướng trọng tâm vào việc làm thế nào để giúp các hộ nông dân sản xuất nhỏ nhận biết và phát triển những cơ hội thị trường mới. Cái khó nhất của dân ở đây, nếu như người ta sản xuất được là người ta không biết bán như thế nào và bán cho ai. Thì ở đây thì trong khuôn khổ dự án thì cũng có một cái phần người ta sẽ nghiên cứu về cách tiếp cận làm sao để người dân có thể bán được cách tốt nhất.
tham gia dự án. Anh So, anh Trường, chị Hường và nhiều nông dân ở Sapa và Bắc Hà đã biết cách làm thế nào để mang lại lợi nhuận cao nhất so với công sức và đồng vốn bỏ ra. Anh So giờ đã tự tin mang rau ra chợ bán mà không cần phải xa nhà để đi làm thuê sau vụ gặt. Anh Trường đã tự tin trồng lại cây bắp cải mà không còn lo cây bị bệnh sưng rễ. Chị Hường đã không còn bón phân tươi và ý thức hơn về việc trồng rau thế nào để có được giá bán cao nhất và sản phẩm có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đầu tiên thì cũng nghĩ là sợ là thiệt về giá tiền. Cây bắp cải 2 cân, bây giờ mình thu được chưa được 2 cân thì mình thiệt mất. Nhưng mà sau thì mình làm thí nghiệm, mình cắt non đi một ít thì đi xa thì vừa được giá mà nó cái cây rau nó đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn. Họ cũng có khuyến cáo bảo là trồng được nhiều chủng loại rau hơn thì chẳng hạn như ba mang ra chợ bán thì thứ cái rau này không bán được thì còn bán được cái rau kia. Thì ngày xưa thì chỉ có đa số là vào là cái bắp cải thôi, bây giờ thì còn có thêm cái cải thảo, cái su hào, cái cải mèo, đậu Hà Lan, nói chung là rất là nhiều chủng loại. Thì mình bán nó cũng dễ hơn. Những thành quả mang lại cho người dân vùng dự án ở hai huyện Sapa và Bắc Hà có phần vốn và kỹ thuật do chính phủ Australia và các chuyên gia của Australia hỗ trợ Việt Nam thông qua dự án xây dựng hệ thống sản xuất kinh doanh rau bền vững hiệu quả ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Khu vực có nhiều tỉnh thuộc diện nghèo nhất cả nước, trong đó có Lào Cai, nơi có tới 40% dân số ở mức nghèo đói. Và việc giúp người dân, ngoài việc cải thiện sinh kế bền vững, còn góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người dân ở khu vực này. Khi chúng tôi tiếp cận ở đây thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều các cái câu hỏi khoa học cần phải làm, và để mà có những cái câu hỏi để trả lời cho người dân một cách tốt nhất thì chúng tôi đã tiến hành một loạt các cái thí nghiệm đồng ruộng ở trên địa bàn Sapa Bắc Hà, và dựa vào kết quả các thí nghiệm đồng ruộng đó chúng tôi có những khuyến cáo nó phù hợp nhất với đồng đất và với cái trình độ canh tác của người dân ở trên đây. Những hỗ trợ mà dự án mang lại cho người dân không chỉ dừng lại ở việc đưa ra những tư vấn về kỹ thuật sản xuất mà còn tập trung vào việc thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm ra những cơ hội thị trường mới cho những hộ sản xuất nhỏ. Nhu cầu thị trường ở Tây Bắc ước khoảng 640.000 tấn rau và nông dân Lào Cai mới chỉ cung cấp được gần 1% cho thị trường này. Hiện thu nhập bình quân của hộ nông dân xã Sapa, huyện Sapa đang ở mức dưới 15 triệu đồng một năm. Và dự án khuyến cáo, nếu nông dân chuyển đổi một sào sang trồng rau thì thu nhập của họ có thể tăng thêm khoảng 9,3 triệu đồng nữa, mức tăng tương đương 60%. Mặc dù vẫn còn rất nhiều thách thức mà nông dân Lào Cai phải đối mặt, dự án này đã giúp nhiều hộ nông dân cải thiện phương thức quản lý đồng ruộng và nhờ vậy tăng thêm được nguồn cung cấp rau quả chất lượng cao cho thị trường. Nông dân cũng được trang bị kiến thức tốt hơn để cung cấp rau cho các thị trường mới. Trong đó có những thị trường ở xa Hà Nội và các thị trường địa phương đang ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch đến Tây Bắc mỗi năm, đặc biệt là đến Sapa, Bắc Hà. Thành tựu lớn nhất đối với nhiều nông dân tham gia dự án có thể là sự tự tin. Ví dụ nông dân đã nhận ra tiềm năng của việc kinh doanh rau và tự tin để thay đổi hệ thống canh tác của mình và tận dụng lợi thế này. Một số hộ nông dân đã tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình của mình từ việc trồng rau thay cho cây lúa, cây ngô. Quan trọng hơn là những người dân đang sử dụng nguồn thu nhập tăng thêm này để tái đầu tư vào sản xuất, mua thêm một số thực phẩm dinh dưỡng mà họ không thể tự sản xuất, hay đầu tư vào việc học hành của con cái mình.